xe đã được trang bị bi projector và đã được thay thế bằng bóng LED, nhưng mà ánh sáng cho ra rất là hạn chế. Đấy, đây là một chiếc xe VinFast VM5. Xe này đã được trang bị là bi projector rồi nhá. Đấy, bi LED, bi cầu. Đó, trong này nguyên bản của nó là sử dụng bóng halogen và anh chủ xe đã thay thế lên một đôi bóng LED rồi. Đôi bóng này là đôi bóng xịn nhá, đôi bóng ngon đấy. Chứ không phải là đôi bóng đều đâu. Nhưng mà với cái nhu cầu là anh em chủ xe hay phải đi buổi tối nhiều, nên là cái ánh sáng đèn cho ra đáp ứng thì vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, nên là anh quyết định nâng cấp lên một bộ X-Line V20 phiên bản mới nhất, phiên bản 2024 với công suất là cốt là 60W, pha 70W. Đây mọi người có thể nhìn thấy ánh sáng cho ra cốt rất là sắc, mặt cắt rất là rộng. Đấy, khi lên pha thì có tâm vàng đây, hỗ trợ cho anh em đi trời mưa nhẹ, sương mù nhẹ rất là ok, khoảng cách chiếu xa từ tầm 800, từ 600 đến 800m. Anh em đang sử dụng xe VinFast hãy tham khảo cũng như là nghiên cứu tìm hiểu những cái dòng bi LED này để nâng cấp cho anh em khi mà sử dụng lên đảm bảo an toàn, ánh sáng tốt hơn anh em nhé.